Tiên tri tiết lộ, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, thần tài báo mộng, tài lộc theo chân, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà. Đổi đời đại gia, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ trong năm 2024 âm lịch, nếu biết bí mật này. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận trình tử vi của người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong năm 2024 âm lịch tới đây. Để hiểu về vận trình của người tuổi Canh Thân thì ta cần xét theo thiên can và địa chi của người tuổi Canh Thân. Xét theo thiên can và địa chi của người tuổi Canh Thân cho thấy, người tuổi Canh Thân có thiên can là Canh Kim, địa chi là Thân Kim. Do mang năng lượng kim nên đây là một người rất cứng cỏi, kiên cường, cứng đầu và đôi lúc có phần cố chấp trong cuộc sống của mình. Cũng chính vì bản tính cứng đầu của mình nên cuộc đời của con giáp này phải trải qua rất nhiều sóng gió, thời trẻ vất vả, nghèo đói đủ đường. Trung vận tuy có chút ổn định nhưng phải lao tâm khổ trí, vất vả, nay đây mai đó, hậu vận may mắn, có thiên phù quan âm trợ mệnh mà giàu có hơn người. Bước vào năm 2024 âm lịch, năm Giáp Thìn cho thấy người tuổi Canh Thân nhận được sự trợ lực của ngũ hành tương sinh. Cụ thể là người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, thuộc mệnh Mộc, gặp năm Giáp Thìn là mệnh Hỏa, mà Mộc lại sinh cho Hỏa. Chính vì vậy mà trong năm công việc, sự nghiệp tuy có nhiều khó khăn, vất vả, nghèo khổ khốn khó, nhưng đi kèm với nó vẫn sẽ là cơ hội ùn ùn kéo đến. Tài lộc đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, đổi đời giàu có nhanh chóng mặt, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa hơn người. Quý anh chị thân mến, nhân sinh như mộng, ai cũng mong mình có một kiếp nhân sinh may mắn, phú quý và bình an, thế nhưng hành sự tại thiên, phú quý do trời. Con người tính ngược tính xuôi, làm việc không quản mệt nhọc, nhưng thành công hay thất bại vốn đã được ý trời định sẵn, người thuận ý trời, ắt sẽ thành công, danh toại, làm một hướng người, tiền tỷ cầm tay, giàu có hiển hách, ngược lại, nghịch ý trời thì ắt có họa sát thân mà thôi. Bước sang năm 2024 âm lịch, con giáp này chỉ cần thuận theo ý trời, mách bảo mà hành sự thì ắt có rất nhiều may mắn thuận lợi trên phương diện, công danh, sự nghiệp và tài lộc của mình. Từ đó cũng có thể thấy được rằng điểm sáng kiếm bộn tiền về tay, cuộc đời sung sướng từ nay đến cuối đời là có thật. Vậy, vận số của con giáp này biến động ra sao? Trong năm quý bản mệnh cần chú ý điều gì và cần phải làm những điều gì? Ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của video ngày hôm nay. Nghe theo mệnh trời, hóa hung thành cát, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, cực may, cực đỏ, tiền bạc kéo về ùn ùn chật két trong năm Giáp Thìn 2024. Đầu tiên, đôi nét về tính cách cuộc đời tuổi Canh Thân. Xét theo tử vi vận mệnh tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, có đức tính chăm chỉ, chịu khó, là một trong những nét nổi bật của người tuổi Canh Thân. Nhờ tinh thần hiếu học cùng trí thông minh bẩm sinh, họ có được vốn kiến thức sâu rộng, tài trí và óc phán đoán nhanh nhạy, giúp họ luôn chủ động trong công việc. Tuy nhiên, cũng có một số người tuổi này quá cẩn trọng và thường chỉ biết thỏa mãn với những thành tựu nhỏ ban đầu, mà không biết nhìn xa trông rộng, điều này có thể khiến họ mất đi những cơ hội tốt trong sự nghiệp. Người tuổi Canh Thân thông minh, lanh lợi, có tài ăn nói, song tính cách có phần nóng vội và cố chấp, nhờ có lòng tự tin, dám nghĩ, dám làm, nên họ có thể trở thành người khởi nghiệp thành công. Có điều tính tình vẫn chưa đủ chín chắn, cậy mình thông minh mà nghĩ ra đủ chiêu trò, mưu mẹo nên đôi khi thông minh phản thông minh, tự mình gây họa cho mình. Tuổi này hơn người và cũng khó đoán bởi họ là mẫu người đa tài. Một số người trong nhóm họ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật, hội họa, trang trí, màu sắc, văn chương, thơ ca. Với sự đam mê và thiên phú bẩm sinh, họ có thành tích cao trên con đường nghệ thuật của mình. Vận niên năm 2024, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Bước vào năm 2024 theo luận giải tuổi Canh Thân, mang vận niên, kê hồi viên, tốt. Vận niên kê hồi viên tượng trưng cho hình ảnh của con gà được thả về vườn. Theo tử vi năm 2024 tuổi Canh Thân thì đây là vận niên dự báo về những điều tốt lành cũng như thành công đưa đến. Trong năm tài lộc của mệnh chủ tốt, có người biếu tiền hoặc tài sản, kinh doanh đắt hàng. Tuy nhiên, nếu cho vay nợ thì chủ về khó đòi, bản mệnh nên sống chân thành, cẩn thận khẩu thiệt thị phi. Làm việc gì cũng có thể bị người khác giới lợi dụng, sức khỏe tốt nhưng đi lại sông nước thì cần chú ý. Xét về tứ trụ tử vi năm 2024 của người tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Thiên hòa, địa hòa cho thấy công việc trong năm không có sự thay đổi nhiều, tuy nhiên sẽ có may mắn và có quý nhân phù trợ, tài lộc khá tốt, tiền bạc dễ kiếm, nhưng chú ý chi tiêu cho hợp lý.
Xem tử vi tuổi Canh Thân năm 2024, nhận thấy đây là một năm có nhiều khởi sắc so với năm trước, với những cơ hội về tài lộc, công danh, sự nghiệp thì quý bạn tuổi Canh Thân hãy tận dụng thật tốt, lên kế hoạch để chuẩn bị cho những mục tiêu của bản thân được thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi vào tổng quan năm 2024, tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Xét về ngũ hành. Xem tử vi Canh Thân năm 2024 nhận thấy, ngũ hành bản mệnh của tuổi này là Mộc, gặp hành hỏa của ngũ hành năm Giáp Thìn, thể hiện quan hệ sinh xuất. Trong năm 2024 Giáp Thìn, người tuổi này mọi việc chủ về hao tổn, kinh doanh làm ăn, tuy tiến trình thuận ban đầu, thế nhưng về sau lại không được như ý muốn. Nếu đầu tư tiền bạc làm ăn trong năm này thì khó thu hồi vốn. Người tuổi này sức khỏe không tốt, có thể bị bệnh về ngực. Ngoài ra cuối năm mệnh chủ cần chú ý các công việc sẽ gặp phải trở ngại hay bất lợi. Xét về thiên can. Thiên can tuổi là Canh, có ngũ hành thuộc Kim, gặp năm Giáp Thìn có thiên can giáp ngũ hành thuộc Mộc là quan hệ tương phá. Luận giải tử vi tuổi Canh Thân năm 2024 cho thấy, gia đạo của mệnh chủ tuổi này hòa khí kém, nhiều vấn đề có thể ảnh hưởng tới tình cảm của thành viên gia đạo. Sức khỏe cũng cần lưu ý vì không được tốt, tiền bạc cần phải chi tiêu nhiều phục vụ cho sức khỏe của bản thân. Xét về địa chi. Người này địa chi Thân, gặp năm 2024 có địa chi Thìn là tam hợp. Xem tử vi tuổi Canh Thân năm Giáp Thìn cho thấy, công việc có những chiến lược và cái nhìn xuyên suốt các sự việc. Các công việc trong năm tiến hành đều được hanh thông, sự nghiệp về cơ bản thì bền vững, tài chính ổn định, công việc kinh doanh làm ăn theo hướng mới được như ý muốn. Ngoài ra, về ngũ hành địa chi Thân quan hệ tương sinh với địa chi Thìn của năm, nên dự báo có tin vui hoặc đầu tư tiền bạc cho làm ăn buôn bán. Xét về cung phi. Xem tử vi năm 2024 tuổi Canh Thân sinh năm 1980 cho biết, cung phi khôn ngũ hành thuộc thổ, gặp năm Giáp Thìn cung phi chấn, ngũ hành thuộc mộc chủ về hòa khí họa hại. Năm 2024 Giáp Thìn, người cung khôn không gặp may mắn trong cuộc sống, bên cạnh đó khó tránh thị phi, mối quan hệ ngũ hành của cung phi năm xung khắc với ngũ hành cung phi của người tuổi này, nên bản thân trong năm phải tự cố gắng, không được giúp đỡ, đây là năm không tốt để thay đổi công việc. Tử vi tuổi Canh Thân năm 2024 được đánh giá là khá bình lặng, ít sóng to gió lớn so với năm 2023. Nhìn chung vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, bản mệnh có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng, chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm tới cùng, thành công sẽ đến với bạn. Về công việc, đương số cần chú ý tập trung cho nhiệm vụ của mình, chớ nên lơ là ở cả những công việc mình đã làm quen tay, trong quá trình trao đổi, hợp tác với đồng nghiệp, bạn cũng nên hạ cái tôi của mình xuống để có thể lắng nghe ý kiến của mọi người, còn nếu khăng khăng làm theo ý mình bạn dễ vướng phải các lỗi sai. Mặc dù có thời điểm điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá, thế nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn thì sẽ mang tới kết quả tích cực. Về tiền bạc, chưa có thay đổi đáng kể, bạn chủ yếu duy trì được các nguồn thu của mình, nhưng nếu như không cố gắng thì có thể trở nên thụt lùi nếu so sánh với các đối thủ. Hơn nữa, năm nay có thể xảy ra sự cố bất ngờ, cần dùng đến tiền, khuyên con giáp này nên tiêu xài đúng mực, chú ý để dành một khoản tiền tiết kiệm, phòng khi khẩn cấp. Bên cạnh đó có các tinh chiếu mệnh, dù bản thân vất vả tự lo làm ăn hơn trước, thế nhưng ý chí mạnh mẽ, kiên cường, hứa hẹn tạo ra những cú lội ngược dòng ngoạn mục, gia tăng quyền lực bản thân trên con đường sự nghiệp. Bạn say mê công việc như là cách để thể hiện bản thân, thế nhưng không phải khi nào kết quả cũng được như ý muốn, tinh thần của tuổi Canh Thân sau đó phải thật vững vàng bạn nhá. Việc của bạn là hãy cứ làm thật chăm chỉ, có thể thành công tới muộn nhưng đừng vì thế mà nản lòng thoái chí. Về tình cảm, tình duyên khó như ý, do chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh, vợ chồng bạn thiếu đi sự đồng cảm, sẻ chia nên dễ nghi kỵ mâu thuẫn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Nếu ai cũng giữ cái tôi của mình, không chịu xuống nước làm hòa, thì rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện, phá vỡ hạnh phúc. Theo đó, nam mệnh tuổi này nếu muốn có đôi có cặp, e rằng bản thân phải nỗ lực nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa, nữ mệnh sẽ gặp đào hoa kiếp duyên đến rồi đi bất ngờ muốn níu giữ cũng không được. Về sức khỏe, dù không mắc bệnh tật gì nghiêm trọng nhưng tai nạn hay bất trắc bất ngờ có thể ập đến vì phải đối mặt và xử lý với rất nhiều khó khăn, điều phiền phức. Tuổi Canh Thân đối diện với tâm lý tiêu cực, nhất là người độc thân thì càng sống thu mình, ít sẻ chia. Cảm xúc không được phát tiết ra bên ngoài nên càng u uất, bực dọc, đó chính là nguồn cơn đau ốm, bệnh tật. Bên cạnh đó,
Người canh thân nên đi đứng cẩn trọng, hạn chế đi xa vào các tháng tương xung của bản mệnh, như thế mới tránh được xui xẻo không đáng có. Có thời gian nên chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn, học cách giải tỏa căng thẳng, áp lực như chia sẻ với gia đình, người thân, bạn bè, hoặc đi du lịch, khám phá những vùng đất mới thú vị, nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể cũng sẽ giúp tinh thần phấn chấn hơn. Sao hạn tuổi canh thân, sinh năm 1980, phạm phải trong năm 2024. Đối với sao chiếu mệnh tử vi tuổi canh thân nam mạng, sinh năm 1980 trong năm 2024, đó là sao Mộc Đức, là một mộc tinh. Theo tử vi tuổi canh thân năm 2024 nam mạng, sao Mộc Đức, chủ về năm này người nam mạng cuộc sống cơ bản, xuôi thuận như ý muốn, hôn sự gặp nhiều may mắn. Những tháng tốt nhất trong năm là tháng 10 và tháng 12 âm lịch, nam mạng tuổi này cần lưu tâm bệnh về mắt. Hạn tử vi năm 2024 tuổi canh thân nam mạng, gặp hạn huỳnh tuyền, là một đại hạn. Người tuổi này gặp hạn huỳnh tuyền chiếu mạng, nên sức khỏe cẩn thận có những chuyển biến xấu, thậm chí bệnh tật nặng lên và khó có hướng điều trị. Ngoài ra, về công việc trong năm này cũng không được lợi, mưu cầu khó được kết quả như mong muốn. Sao chiếu mệnh tử vi tuổi canh thân sinh năm 1980 trong năm 2024 nữ mạng, đó là sao thủy diệu, thủy tinh. Xem tử vi tuổi thân sinh năm 1980 nữ mạng trong năm giáp thìn cho hay, gặp sao thủy diệu, chủ về người tuổi này trong năm có lộc về tiền bạc, gia đạo có tin vui đưa đến, nhất là người mệnh kim hay người mệnh mộc thì gặp sao thủy diệu là tốt nhất. Ngoài ra, chú ý tháng kỵ của thủy diệu là tháng 4 hay tháng 8, có thể gặp phải chuyện đàm tiếu hoặc thị phi. Vận hạn tuổi canh thân năm 2024 nữ mạng, gặp hạn toán tận, là đại hạn. Xem tử vi tuổi canh thân nữ mạng năm 2024 cho hay, người tuổi này gặp hạn toàn tận, vì thế cần chú ý đi lại xe cộ, dễ gặp những điều không được thuận lợi, tiêu pha tiền bạc nhiều cho các dự định, sức khỏe không tốt, ốm đau hoặc bệnh tật khó tránh, đi khai thác về lâm sản trong năm nay cũng không được như ý. Vậy xét năm 2024 này tuổi canh thân sẽ như thế nào? Mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải theo các phương diện dưới đây. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi canh thân, sinh năm 1980. Trong năm 2024 này quan hệ của bản mệnh với bạn bè, đối tác không thực sự hài hòa. Đôi bên cũng không có những mâu thuẫn với nhau vì quan điểm đối lập mà còn vì lợi ích. Khuyên bạn đừng quá tham lam, nghĩ tới việc giành giật công lao của người khác. Song bạn cũng chớ nên quá hiền lành, nhu nhược để người khác chiếm mất cái lợi của mình. Rất may có quý tinh có thể giúp cho việc làm ăn của tuổi thân thuận lợi hơn, dễ dàng hơn nhờ các mối quan hệ được mở rộng. Nhân duyên tốt, con giáp này được quý nhân tả phù chỉ đường dẫn lối, giảm bớt được vô số những con đường khúc mắc. Đường vòng bản mệnh còn có con mắt tinh đời để nhanh chóng phát hiện và nắm bắt các thời cơ, thậm chí dù chưa được thăng chức đi nữa thì bạn vẫn có cơ hội được tăng lương, thưởng nóng. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cân nhắc lên vị trí công việc tốt hơn hoặc là làm người quản lý, lãnh đạo, ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Thái dương tạo động lực cho con giáp đầy nỗ lực không ngừng, nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng thôi thúc bản mệnh hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Theo đó, trong năm 2024, canh thân tha hồ tỏa sáng, thể hiện tài năng cũng như khẳng định cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Trong quá trình làm việc chung, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống và trao đổi với mọi người xung quanh nhiều hơn, chớ nên khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Nếu biết phát huy sức mạnh của tập thể, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn, còn nếu tập thể chia rẽ, ai làm việc cùng người ấy, thì dù có tài giỏi tới đâu, bạn cũng không thể một mình đương đầu với hết mọi vấn đề. Vì công việc khó đạt được bước tiến nên bản mệnh cần tập trung củng cố vị thế của mình, hãy làm thật tốt các nhiệm vụ được phân công. Dù là công việc quen thuộc đi nữa, cũng chớ nên lơ là, vì lơ là sẽ để lại những hậu quả đáng tiếc. Xét về phương diện tài lộc tuổi canh thân, sinh năm 1980. Tình hình tài chính của người tuổi canh thân cũng không có nhiều biến động trong năm, hoặc dù có tăng trưởng cũng là tăng trưởng nhẹ, có thể chưa đạt được mục tiêu mà bạn đặt ra từ trước. Tuy nhiên vẫn có thời điểm trong năm cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý nắm bắt thời cơ. Chớ để cho thời cơ trôi đi một cách quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh đang làm việc thiện, có thể từ đó bạn có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Với người làm công ăn lương, thái độ làm việc chưa thực sự nhiệt tình, hơn nữa
lại thường xuyên mâu thuẫn với đồng nghiệp, khiến bạn khó có thể được lãnh đạo đánh giá cao. Tuy nhiên, nếu biết thay đổi cách hành xử của mình và tập trung hơn vào nhiệm vụ, thì đến cuối năm bạn vẫn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng kha khá. Chuyện làm ăn, kinh doanh tiến triển đều đều, nhưng nếu so với đối thủ, thì bạn sẽ trở thành người thụt lùi. Khuyên con giáp này nên nhanh chóng đánh giá lại tình hình thị trường, tìm ra phương hướng phát triển phù hợp với bản thân, không thể mãi dậm chân ở những lĩnh vực quen thuộc. Các dự án đầu tư kinh doanh, quy mô lớn cũng có thể chưa thu được lời lãi ngay lập tức trong thời điểm này. Bạn cần có con mắt tinh đời để nhận ra đâu là thời điểm mình cần phải thay đổi, đâu là ưu thế mà mình cần phải kiên trì, vững vàng. Biết phát huy ưu điểm, bạn sẽ dần vượt lên trên đối thủ và khẳng định được vị thế của mình. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Năm 2024 được tam hợp mang tới đời sống tình cảm rực rỡ cho con giáp tuổi Canh Thân. Những cặp đôi từng giận hờn thì nay đã có cơ hội được hàn gắn, yêu thương bấy lâu nay đang bị bỏ bê. Người độc thân tình cờ gặp lại một đối tượng bạn từng quen biết trong quá khứ, giữa hai bạn có thể nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, trước khi quyết định đi xa hơn, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về người này. Có những người độc thân cảm thấy bức bối trước những cảm xúc nảy sinh giữa mình với đối phương. Nhưng nếu thấy tín hiệu đèn xanh bật lên từ họ, thì bạn hãy chủ động tấn công một cách từ tốn, rồi bạn sẽ sớm có được kết quả như ý mà thôi. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn gặp gỡ kết nối lại với một số người bạn cũ, hoặc hoàn thành một số công việc mà bạn đã bỏ quên trong một khoảng thời gian dài với người đã có gia đình. Hai người luôn quan tâm và lo lắng cho nhau khi người ấy gặp khó khăn. Bạn sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ và động viên, chính những lúc thế này quan hệ của hai người lại càng trở nên gắn kết. Thêm vào đó, bạn cũng luôn sẵn sàng thay đổi những điểm chưa tốt của mình để có thể hòa nhập với đối phương hơn. Khi có khúc mắc xuất hiện, bạn cũng lắng nghe thay vì tranh cãi, bởi bạn hiểu rằng hơn thua trong những việc thế này chẳng hề đem đến tác động tích cực gì trong mối quan hệ. Cuối cùng, xét về phương diện sức khỏe tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Do tác động của hung tinh nên người tuổi Canh Thân cũng cần phải giữ gìn sức khỏe của mình khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay. Bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo, tránh làm việc khi mệt mỏi, kẻo dễ gây tai nạn đáng tiếc, thậm chí phải mổ xẻ, chạy chữa. Cuộc sống có nhiều áp lực, bản mệnh cần giải tỏa bằng cách tâm sự với người thân thiết, đáng tin cậy hoặc tham gia vào các hoạt động thể thao, giải trí, hoạt động tập thể. Bạn không nên giữ mọi chuyện trong lòng, khiến bản thân ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Dù có bận rộn tới mấy, bạn cũng cần giữ gìn sức khỏe, duy trì một lối sống lành mạnh ở độ tuổi nào đi nữa. Bạn cũng không nên làm việc quá sức, đến khi đổ bệnh, rồi lại phải tốn công tốn tiền chữa trị. Quý vị thân mến, cùng trong một năm, thế nhưng có tháng tốt, tháng xấu, vận trình cũng vì thế mà thay đổi. Ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi luận giải tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2024 của tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Đầu tiên là tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Canh Thân không gặp được nhiều thuận lợi trong tháng đầu tiên của năm mới. Thời điểm này, bạn hạn chế đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh hoặc chi tiêu tốn kém, kẻo cuối cùng lại đổ sông đổ bể. Vì thế khi đó đừng vì bế tắc mà buông xuôi. Điều quan trọng là bạn tìm hiểu rõ được tình hình, học cách thích ứng và bắt đầu tìm cách thoát khỏi nó, chứ không nên để bản thân chìm sâu trong những suy nghĩ tiêu cực. Tháng này vì thế cũng không phù hợp cho các quyết định lớn lao, nhất là những việc có liên quan tới tiền bạc. Nếu bản mệnh đã dành dụm được chút tiền và muốn mua nhà, đổi xe thì nên đợi sang tháng khác phù hợp hơn. Với ai đó đang làm lãnh đạo không được lòng mọi người, dường như bạn có cảm giác mình không có uy quyền gì trong mắt họ, thực ra là bạn đang đi sai hướng từ lâu mà không nhận ra. Bản mệnh cũng chú ý giữ gìn các mối quan hệ của mình, tránh mâu thuẫn với mọi xung quanh, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, cần phải giữ hòa khí thì mới có thể chung tay hoàn thành công việc. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Sang tháng 2, vận trình của bản mệnh có nhiều chuyển biến tích cực, thích hợp cho các việc hợp tác làm ăn. Người làm công ăn lương cũng gặp được nhiều điều may mắn hơn trong công việc, được cấp trên giao cho những nhiệm vụ quan trọng. Về tài chính, một số người tuổi Canh Thân tìm thấy cơ hội kiếm tiền trong đúng lúc mọi thứ đang càng trở nên khó khăn. Đối với bạn cũng như với những người xung quanh, dù đó là cơ hội phát tài nhỏ bằng chính năng lực của mình thôi, thì cũng cần phải trân trọng nhé. Việc làm ăn thuận lợi nhưng nó không phải là những cơ hội quá lớn hoặc có thể giúp bạn đổi đời, do đó bạn cứ từ tốn thực hiện rồi sẽ có thành quả sớm thôi. Đây là thời gian mà một số cơ hội kiếm tiền hấp dẫn sẽ đến với bạn,
hãy sẵn sàng để nắm bắt lấy nó và thực hiện. Đừng để cho những rối ren xung quanh kéo lùi bạn lại. Dù là việc này tích lũy được số tiền nhỏ thôi, thế nhưng chúng sẽ mang đến cho bạn cảm giác an toàn, tự tin hơn. Những ai quen với thói quen tiết kiệm sẽ nhận ra lợi ích rõ ràng của nó trong thời điểm khó khăn, khủng hoảng như hiện tại. Thậm chí dù có bị thất nghiệp tạm thời, bạn cũng có chút tiền để xoay sở cuộc sống trong thời gian tìm việc mới. Phương diện tình duyên, bạn có thể nảy sinh tình cảm với một ai đó mà chưa tiện công khai. Hãy tìm cách kéo gần khoảng cách với đối phương, thông qua những cuộc trò chuyện, tiếp xúc, hai người sẽ hiểu thêm về nhau hơn. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng này, người tuổi Canh Thân có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội hiếm người có được. Nếu biết nắm bắt, bạn có thể bước lên vị trí cao hơn, nhưng nếu rụt rè, lo ngại thì sẽ để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Tháng này sức khỏe của Canh Thân liên tục phải đối mặt với những việc bản thân thường xuyên cảm thấy đau đầu, chóng mặt, không biết nên xử lý như thế nào. Đó là tác nhân khiến sức khỏe của bản mệnh sẽ giảm sút rõ rệt, biểu hiện là những đêm thao thức mất ngủ, trong lòng không yên, thậm chí có người thức tới sáng và lúc đi làm thì khó tập trung vì ngáp ngắn ngáp dài, vì buồn ngủ. Điều mà bạn cần lưu ý đó là sắp xếp công việc xong sớm để được nghỉ ngơi. Khi lên giường đi ngủ thì không nên sử dụng điện thoại nữa. Trong gia đình vợ chồng đôi khi vẫn xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn. Bạn cần tìm cách hóa giải tình trạng này càng sớm, càng tốt. Nếu không mối quan hệ sẽ càng ngày càng trở nên căng thẳng, dẫn đến tình trạng không cứu vãn được. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Con giáp này không gặp được nhiều may mắn trong tháng 4, thậm chí nhiều công việc bất ngờ xảy đến. Sự cố khiến bạn phải tốn thêm nhiều thời gian để giải quyết, tốt nhất bạn không nên hành sự nóng nảy, khiến mọi việc càng lâm vào bế tắc. Tài lộc không có nhiều tiến triển đáng kể, chủ yếu là vì bạn gặp đối thủ cạnh tranh đáng gờm. Bản mệnh không nên quá nông nổi hoặc hiếu thắng kẻo dễ mắc sai lầm, hãy xác định lợi thế của mình là gì rồi có hướng phát triển phù hợp. Thời gian này bạn cần học hỏi nhiều hơn, đọc sách nhiều hơn, nghe lời khuyên từ người có kinh nghiệm để sớm có thể chỉnh sửa lỗi lầm, cải thiện bản thân tốt hơn. Những ai đang theo đuổi sự nghiệp học hành lúc này cũng có thể gặp một số rào cản và khó khăn trong việc học tập, nghiên cứu, nhưng nỗ lực sẽ giúp đem đến những kết quả tốt, nhưng chưa phải là ngay bây giờ. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Canh Thân cần phải nghiêm túc trong công việc vào tháng 5, chớ lên được trăng hay chớ, tạo ấn tượng không tốt đẹp cho người làm lãnh đạo. Khi đi làm bạn cần phải tuân theo những quy định của tập thể, cuộc sống áp lực khiến cho bạn dễ trút những cơn nóng giận của mình lên đầu người kia. Nhưng hành động đó sẽ khiến cho mối quan hệ của hai người nhanh chóng rạn nứt, thay bằng nóng nảy, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn. Tiết lập hạ trời nóng, nên bản mệnh cũng sẽ bị nóng cả bên trong cơ thể tới từ tim, dạ dày, gan, đó cũng là các bộ phận dễ bị tổn thương nhất trong thời gian này. Vì thế, nếu có ai bị bệnh nền liên quan, thì nên tìm cách chữa trị và tìm cách tránh xa tác động tiêu cực lên cơ thể của mình. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Một số cơ hội sẽ đến với người tuổi Canh Thân trong tháng 6 năm 2024, nhưng nếu bạn không chỉ là há miệng chờ sung, mà cần tích cực giành lấy cơ hội chỉ dành cho những ai xứng đáng, nếu cố gắng bạn sẽ gặt hái được những thành tựu nhất định. Người làm ăn, kinh doanh sẽ gặp được một vài đối tác khá triển vọng, đôi bên nên tìm hiểu kỹ về nhau trước khi đi đến quyết định hợp tác, có như vậy sẽ giảm bớt được nhiều mâu thuẫn, bất đồng về lợi ích trong tương lai. Chuyện tình cảm lại đón nhận nhiều tin vui, Bách Việt chủ đào hoa chiếu mệnh, bạn được giới thiệu, làm quen với những đối tượng triển vọng, bạn nên cởi mở hơn trong các mối quan hệ, mở lòng đón nhận sự quan tâm của người khác giới. Nếu còn độc thân, bạn có thể tìm ra một người phù hợp với mình, tuy nhiên nếu đã lập gia đình thì bạn cần giữ một khoảng cách thích hợp với mọi người. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Công việc của con giáp này gặp phải đôi chút khó khăn trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên đây cũng chính là cơ hội để bản mệnh phát hiện ra tiềm năng của bản thân. Vì thế đừng đầu hàng khó khăn hoặc bỏ dở giữa chừng khi công việc không được như ý. Tình hình tài lộc của người tuổi Canh Thân trong tháng này nhìn chung chưa có nhiều dấu hiệu khởi sắc, muốn ăn nên làm ra. Bạn cần nhắc nhở mình tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp, không nên nghĩ nhiều tới chuyện chơi bời hưởng lạc. Khuyên người làm ăn kinh doanh đặc biệt không nên nhẹ dạ cả tin vào thời điểm này. Người ngoài có thể giới thiệu cho bạn những mối làm ăn tưởng chừng dễ dàng và hấp dẫn, song bạn chớ vội vàng đầu tư. Chẳng có đồng tiền nào từ trên trời rơi xuống, muốn trở nên giàu sang, bạn cần phải bỏ công bỏ sức, thậm chí là đổ mồ hôi, sôi nước mắt, chứ không thể chỉ ngồi mát, ăn bát vàng. Người làm công ăn lương cũng khó cầu được chuyện tăng lương, thăng chức, chủ yếu là do bạn không tập trung vào công việc, nên thường để xảy ra lỗi sai đáng tiếc.
Chỉ cần tập trung, nghiêm túc vào công việc hơn nữa, nếu không có thể bạn sẽ phải lấy đồng lương của mình ra để bù đắp cho những sai sót. Trong chuyện tình cảm, hai bạn cần phải dũng cảm và quyết liệt hơn mới theo đuổi được người mình thầm mến. Nếu bạn cứ chần chừ do dự, rất có thể cơ hội sẽ tuột khỏi tầm tay bạn và điều còn lại chỉ là sự hối tiếc mà thôi. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Canh Thân dễ phạm phải tiểu nhân trong thời điểm này, dẫn đến công việc khó có thể tiến triển như ý muốn. Bạn cần khéo léo hơn trong cách hành xử, không nên làm mất lòng mọi người xung quanh. Tình hình kinh doanh buôn bán khá ế ẩm vì bạn không bắt kịp được với xu thế thị trường. Con giáp này cần có tầm nhìn rộng hơn, chứ không thể chỉ loanh quanh mãi với những điều quen thuộc. Đối thủ có thể nhân lúc này vượt xa bạn, hãy nhìn lại xem bản thân mình thay đổi các khuyết điểm, chấn chỉnh lại tinh thần để có thể đạt được kết quả cao hơn trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, bạn cũng chớ nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của bạn bè xấu. Con giáp này nên tập trung làm tốt nhiệm vụ của mình, chớ quan tâm đến những chuyện bao đồng. Khi đứng trước các sự lựa chọn, bản mệnh thường có xu hướng chần chừ, do dự khó có thể đưa ra những quyết định dứt khoát. Sự ngập ngừng có thể khiến bạn để lỡ mất những cơ hội tốt, khiến việc được thăng chức, tăng lương, được lãnh đạo đánh giá cao cũng trở nên khó khăn hơn. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng 9, mọi việc có dấu hiệu hòa hoãn, bạn cũng có thể cho phép mình được nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, bạn vẫn không được phép lơ là trong công việc, kẻo những lỗi lầm nhỏ vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quý nhân có thể xuất hiện giới thiệu cho bạn cơ hội đáng thử sức, đừng có chần chừ, do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất nhanh. Con giáp này nên tin tưởng vào bản thân mình nhiều hơn, đừng lo sợ bản thân thua kém người khác. Về tình duyên, gia đạo, người đã có đôi, đã lập gia đình hoàn toàn hài lòng với tình trạng hiện tại, tuy đôi lúc có xảy ra khúc mắc, thế nhưng nhìn chung không đáng lo ngại, chỉ như thêm gia vị cho tình yêu. Sức khỏe là phương diện mà người tuổi Canh Thân cần chú ý nhiều nhất trong tháng 9 âm lịch này, bởi nguyệt lệnh lâm bệnh, chủ về đau ốm, bệnh tật. Điềm báo tử vi cho thấy, con giáp này có dấu hiệu sức khỏe sa sút, dễ đau ốm, bệnh tật liên miên, sức đề kháng giảm sút nghiêm trọng. Tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Bản tính nóng này có thể đẩy bản mệnh vướng vào vòng thị phi, mâu thuẫn trong tháng 10. Con giáp này cần biết mình là ai, mình đang đứng ở vị trí nào để hành xử cho đúng mực, đặc biệt không nên chủ động gây hấn với người quyền cao chức trọng. Trong một tháng có hung tinh rình rập, vận khí biến động theo chiều hướng bất lợi như thế này, bạn tốt nhất nên tĩnh hơn động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Trước hết bạn cũng nên xem lại vấn đề còn tồn đọng của mình là gì, đừng vội đổ lỗi cho hoàn cảnh, nhìn ra điểm yếu của mình và khắc phục càng sớm, bạn sẽ càng trưởng thành hơn. Phương diện tình duyên cũng khá nhạt nhòa khi vợ chồng bận rộn với sự nghiệp của bản thân mà quên không quan tâm tới nửa kia. Hai người cần phải chia sẻ với nhau nhiều hơn, thông qua quá trình đó, tìm thấy động lực để tiếp tục cố gắng. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Tử vi tháng 11 này nhận định, người tuổi Canh Thân nên xem xét hợp tác với mọi người xung quanh nhiều hơn. Nếu mọi người biết đồng tâm hiệp lực, việc khó đến mấy cũng có thể giải quyết dễ dàng. Còn nếu đơn thương độc mã, bạn sẽ phải chịu đựng rất nhiều áp lực, thường xuyên mệt mỏi, thậm chí là lâm vào bế tắc. Bạn nên học hỏi, lắng nghe lời khuyên của những người đi trước nhiều hơn, nôn nóng thể hiện bản thân mình chỉ khiến bạn dễ vướng vào các rắc rối hoặc tổn thất hơn mà thôi. Về tài lộc, điểm sáng trong tháng này là bản mệnh vẫn có khá nhiều cơ hội để phát triển tài lộc nhờ thiên tài trợ mệnh. Việc kinh doanh, buôn bán nếu duy trì được sự khéo léo và độ tin cậy như cũ thì vẫn thu được lợi nhuận tốt, tiền đổ vào túi không ít. Có điều tránh xa các ý tưởng đầu tư mạo hiểm kẻo trắng tay, cũng như thận trọng trong các giao dịch ký kết hợp đồng, giấy tờ, văn bản. Đôi khi liều ăn nhiều nhưng phải dựa trên cơ sở thực tế, đừng có tham lam tới mức mù quáng, để rồi tay trắng lại hoàn trắng tay. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Công việc bước vào giai đoạn nước rút khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, song cũng vì thế mà bạn nhìn thấy mục tiêu để cố gắng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, bạn sẽ nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng cuối năm kha khá. Nhìn chung, vận trình tháng cuối cùng của năm đã trôi qua khá nhẹ nhàng đối với người này, được quý nhân phù trợ, công việc thuận lợi, thậm chí xuất hiện bước nhảy vọt mới. Phương diện tình cảm chưa có nhiều dấu hiệu nổi bật, song người độc thân vẫn sẽ được giới thiệu cho những đối tượng trên vọng. Bạn nên chủ động giao lưu với người khác thì hạnh phúc mới tìm đến mình. Cuối năm là thời điểm thích hợp để bản mệnh nhìn nhận lại những gì mình đã làm trong suốt một năm vừa qua để rút kinh nghiệm và có hướng thay đổi phù hợp. Tình cảm cần thường xuyên chăm bẫm và vun vén thì mới lâu bền. Đừng nghĩ rằng cả hai bên nhau lâu thì không cần những cử chỉ, lời nói ngọt ngào.
Sự nhạt nhòa trong mối quan hệ chính là nguyên nhân chính dẫn tới những vết rạn nứt, đổ vỡ, nên mệnh chủ hãy chủ động dẹp bỏ nguy cơ có thể xảy ra với hạnh phúc của mình. Bản mệnh chú ý ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, đồng thời chăm chỉ luyện tập thể dục, thể thao, tăng cường sức đề kháng. Việc dưỡng sinh trong mùa thu cũng rất cần thiết, nên chú ý thay đổi thói quen sinh hoạt, ngủ sớm, dậy sớm ngủ trưa rất ngắn, vừa đủ giấc giúp tinh thần bình ổn tốt cho tim mạch. Ngoài ra bạn cũng cần đi đứng lái xe thận trọng, không uống rượu bia, đảm bảo lộ trình an toàn, tránh gặp họa huyết quang hoặc tai nạn bất ngờ. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tuổi Canh Thân, sinh năm 1980, trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường tử vi rất mong rằng quý vị sẽ có một năm nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường tử vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.